Xin chào các bác, em là chủ shop của dao Quan Vũ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu dao siêu độc lạ, đảm bảo Việt Nam chưa hề có. Đây là phiên bản thu nhỏ của mẫu dao quắm Kuri. Anh em nào mà chơi đột kích thì chắc chắn là phải biết đến con dao quắm này. Mẫu dao trên tay em được làm bằng thép VG10 với độ cứng khoảng 58HRC, rèn vân Damascus. Tay cầm dao được làm bằng gỗ giáng hương đỏ và vỏ dao được làm bằng gỗ óc chó đen. Với nguồn gốc cổ đại, Kuri không chỉ là một con dao quốc gia của Nepal mà còn là một biểu tượng của người lính Gurkha. Sở hữu một con dao Kuri là một niềm tự hào đặc biệt. Người Anh lần đầu tiên biết đến Kuri tại Ấn Độ với đặc điểm là cạnh sắc khỏe đến kinh ngạc. Họ phải chiến đấu với những chiến binh quân đội Gurkha ở Nepal trong những năm 1814. Trong hành trang của người lính Gurkha, mảnh thép với đường cong đã trở thành một vũ khí khủng khiếp đối với kẻ thù. Đồng thời nó cũng thể hiện chiến công và lòng dũng cảm hiếm có khi đối mặt với kẻ thù. Với thiết kế lưỡi dao to bản, cong ở phía dưới, con dao thực sự sở hữu một khả năng sát thương đáng kinh hoàng. Không như vậy, tùy vào khả năng của người sử dụng mà Kuri còn có những khả năng sử dụng đa dạng khó lường. Ngoài là một vũ khí cận chiến, nó còn có thể sử dụng như một thứ ám khí chết người trong một cự ly trung bình với độ chính xác khá cao. Để đặt mua con dao Kuri thu nhỏ này, các bác vui lòng kích vào đường link ở phía dưới mô tả.